kiếm tiền núi, sở hữu tài sản kếch xù, nhưng không ngờ Nguyễn Ngọc Ngạn lại sống trong căn nhà này. Dù đã tích lũy được tài sản lớn trong hơn 40 năm làm nghề MC và nhà văn, nhưng ông Nguyễn Ngọc Ngạn lại chọn cho mình lối sống giản dị, không khoa trương phù phiếm. Căn nhà của ông được sơn các màu nhạt nhẹ nhàng, mang lại cảm giác bình yên trong thành phố Toronto, Canada. Khác với lối cuốn hút và hài hước trên sân khấu màu mè của trung tâm Thúy Nga Paris by Night, vị MC nổi tiếng hải ngoại sống khép kín, không email, không Facebook. Năm 1985, ông chuyển đến thành phố Toronto và định cư tại đó cho đến nay. Sau hơn một năm ở ẩn vì dịch COVID-19, ông chia sẻ, chẳng ai muốn nhắc đến chuyện buồn, nhưng thực tế không thể phủ nhận, 2020 chúng ta trải qua nhiều mất mát. Những mất mát ấy, dù người thân hay không thân thì cũng đều chia sẻ chung không khí u buồn của một năm đại dịch. Cha ông chúng ta thường nói, tống cựu nghinh tân, xua đi đám mây đen quá khứ ảm đạm để đón năm mới bình an, hạnh phúc. 2021 sẽ là một năm hy vọng, đưa chúng ta trở lại với tháng ngày êm đềm mong đợi đã quá lâu. Bạn bè người thân sẽ lại gặp nhau, hàn huyên bên ly trà, tách cà phê thiếu vắng đã hơn một năm nay. Tới nay đã có hơn 24.000 người chết vì COVID-19 ở Canada. Đây là con số khích lệ so với Mỹ và các nước châu Âu. MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã phục hồi sức khỏe, sẽ trở lại trong chương trình Paris by Night. Mới đây, người nhà MC Nguyễn Ngọc Ngạn xác nhận sức khỏe ông đã tốt trở lại. Ông muốn đứng trên sân khấu thêm lần nữa để mang lại niềm vui cho mọi người, cũng như lấy lại những hồi ức về tuổi thanh xuân trên sân khấu cùng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thông tin này làm những người yêu mến nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn hết sức vui mừng và hào hứng chờ đón sự trở lại của ông. Vừa qua, nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn xác nhận sẽ trở lại với sân khấu sau cơn bạo bệnh cách đây 2 tuần. Trong đêm nhạc hội 25 năm sân khấu Nguyễn Ngọc Ngạn Kỳ Duyên do Quỹ Cộng đồng Thời báo tổ chức, sánh vai cùng Kỳ Duyên, Nguyễn Ngọc Ngạn vẫn phong độ duyên dáng, cùng với những tiếng hát hàng đầu ở hải ngoại như Thanh Tuyền, Nguyễn Hồng Nhung, Ngọc Hạ, Ngọc Anh, Bằng Kiều, Thiên Tôn trong phần đệm nhạc của ban nhạc Liberty và Dương Cầm Thủ Dương Thái Hòa, mang tới cho khán giả một đêm khó quên. Những kỷ niệm trong 25 năm sân khấu, Nguyễn Ngọc Ngạn, Kỳ Duyên được họ hào hứng kể lại. Những nhạc phẩm nhiều kỷ niệm gắn bó với họ trong quãng đường dài đó như Bài Không Tên Cuối Cùng, Dấu Tình Sầu, Lệ Đá, Dòng Sông Xanh, Tình Ca khiến những khán giả yêu mến cặp MC tài hoa này, nhất là những người quan tâm đến sức khỏe của Nguyễn Ngọc Ngạn, vừa cảm động vừa thấy thú vị. Sau thành công của đêm nhạc hội ở Montreal sắp tới, vào ngày thứ Bảy 30 tháng 6, đại nhạc hội 25 năm sân khấu Nguyễn Ngọc Ngạn Kỳ Duyên sẽ được tổ chức tại Living Arts Center. Nguyễn Ngọc Ngạn sinh tại Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội, là con thứ ba trong gia đình có 6 người con. Năm 54, ông theo gia đình di cư vào Nam, sống tại một xóm của người Công giáo gần Củ Chi. Đến năm 57 thì gia đình ông chuyển về sống ở khu ngã ba Ông Tạ, nay thuộc quận Tân Bình. Thời trung học, Nguyễn Ngọc Ngạn theo học trường Nguyễn Bá Tòng, nay là trung học phổ thông Bùi Thị Xuân và trường Chu Văn An Sài Gòn. Có thời gian ông theo học kịch nghệ tại trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục học lên đại học tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Ra trường, ông giảng dạy ngoại ngạch tại một số trường công lập. Năm 70, Nguyễn Ngọc Ngạn gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đầu tiên thuộc sư đoàn 9 bộ binh, sau về tiểu đoàn địa phương quân tác chiến ở quận Cái Bè, tỉnh Định Tường, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Năm 74, Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng hòa biệt phái ông về tiếp tục dạy học, nhưng không được bao lâu thì đến ngày 30 tháng 4 năm 75, miền Nam bị cưỡng chiếm nên không tiếp tục dạy được. Sau ngày Sài Gòn bị cưỡng chiếm, Nguyễn Ngọc Ngạn bị bắt đi cải tạo. Năm 78, ông được trả tự do, là người đầu tiên trong gia đình vượt biên. Tàu đến gần Malaysia thì bị cảnh sát sở tại bắn. Tài công hốt hoảng khiến tàu bị sóng lớn đánh lật. Vợ và con trai ông đều chết trên biển. Ông cùng những người sống sót được chuyển đến trại tị nạn ở Kota Bharu. Sau đó ông được định cư tại Canada, ban đầu là tại thành phố Prince Rupert, British Columbia. Năm 85, ông chuyển tới thành phố Toronto, Ontario và định cư tại đó cho tới nay. Nguyễn Ngọc Ngạn có hai đời vợ, người vợ đầu là Lê Thị Tuyết Lan, kết hôn khoảng năm 70 và đã mất trong chuyến vượt biên cùng đứa con trai đầu lòng sinh năm 1974 của hai người. Người vợ sau tên Diệp, kết hôn vào năm 1982. Ông có thêm một người con trai khác với vợ sau. Ông có người em trai là nhạc sĩ Ngọc Trọng, tác giả một số ca khúc Buồn Vương Màu Áo, Đêm Cô Đơn. Nguyễn Ngọc Ngạn cố gắng vận dụng kiến thức văn học của mình để làm giàu nội dung dẫn chương trình và không ngừng tìm kiếm các mẩu chuyện vui để mang lại tiếng cười cho khán giả tham dự chương trình. Ngoài vai trò MC, ông cũng tham gia viết kịch cho Paris by Night và thu âm sách nói. Sau 20 năm cộng tác cho Paris by Night, Trung tâm Thúy Nga đặc biệt thực hiện riêng chương trình Paris by Night 107 chủ đề Nguyễn Ngọc Ngạn, 20 năm sân khấu để ghi nhận đóng góp của ông. Ca sĩ Hùng Cường, từ nghệ sĩ tài hoa đến ngôi mộ nhỏ ven đường làng Bến Tre. Cho tới ngày nay, chưa có ai làm được chuyện kinh thiên động địa trên sân khấu cải lương như Hùng Cường.
Vào năm 59, một nghệ sĩ chưa từng được biết trong giới cải lương, chưa từng đảm nhận bất cứ vai phụ nào bỗng bất ngờ xuất hiện trong vai chính và thành công vang dội. Đó là điều không thể hiểu nổi, bởi một người theo nghề cải lương phải mất ít nhất 2-3 năm làm dàn bao mới lên được vai phụ. Rồi cũng mất chừng ấy thời gian mới lên được vai chính nếu thực sự có tài và khổ luyện. Người làm chuyện động trời ấy là ca sĩ tân nhạc Hùng Cường. Trước đó, dù là ca sĩ tân nhạc nổi tiếng, nhưng Hùng Cường rất yêu thích cải lương, bỏ công sức nghiên cứu và học hỏi. Với một nền móng nhạc lý vững vàng, cộng với chất giọng được trui rèn và sự kiên trì cố gắng khổ luyện, ông mạnh dạn bước lên sân khấu cải lương và khẳng định tên tuổi của mình. Đoàn cải lương Ngọc Kiều như đánh cược với chén cơm manh áo của mấy chục con người khi chấp nhận cho ca sĩ tân nhạc Hùng Cường chưa hề hát cải lương đóng vai chính Romeo trong vở kịch mới dựng Mộng Đẹp Đêm Trăng. Một dàn diễn viên gạo cội thời đó của đoàn Ngọc Kiều như Ngọc Đáng, Ngọc Giàu, Hoàng Kinh Thanh Sang, Kim Nguyên Thanh Kỳ chấp nhận làm dàn bao cho Hùng Cường. Kể từ đó, trên bầu trời cải lương miền Nam xuất hiện một ngôi sao rực sáng. Hùng Cường giúp cho tiếng tăm và doanh thu của đoàn cải thiện đáng kể với vóc dáng sáng trên sân khấu. Chất giọng tenor khỏe, lối diễn xuất vừa tự nhiên vừa tự tin và rất hợp lý. Cùng những bài bản cải lương đã được luyện tập kỹ càng, Hùng Cường thành công vang dội ngay từ vai diễn đầu. Tức thì chủ đoàn Ngọc Kiều ký tiếp hợp đồng với Hùng Cường để hát chính trong kịch bản mới Tuyết Phủ Chiều Đông, khai trương tại rạp Viễn Trường sau một tháng tập dượt. Hùng Cường đã mướn riêng một nhạc sĩ cổ nhạc đến nhà ông luyện tập ngày đêm. Ngoài ra ông rất nhạy bén, biết được sở đoản, sở trường của mình nên đã phối hợp với soạn giả cải lương lồng vào kịch bản khá nhiều đoạn tân nhạc khai thác đúng tài năng của ông. Tiếp theo, đoàn Ngọc Kiều dựng tiếp vở cải lương Màu Tím Đèn Hoa Giấy, khai trương tưng bừng tại rạp hát Nguyễn Văn Hảo năm 60, tiếp tục lưu diễn nhiều tỉnh thị xã ở miền Tây. Hùng Cường đóng vai Kha Phong, một kiếm sĩ phù tang điêu luyện bên cạnh tài danh Ngọc Đáng. Ngôi sao cải lương Hùng Cường sáng trực từ dạo đó. Hùng Cường tên thật là Trần Kim Cường, sinh năm 36 tại tỉnh Bến Tre, theo gia đình về sống ở Sài Gòn. Ngay từ khi còn là học sinh trường trung học Trần Hưng Đạo, ông đã có thể tự sáng tác và biểu diễn những bài hát học sinh trong các lần hội diễn của trường. Sau khi học xong tú tài, ông chính thức theo nghiệp ca hát tại các vũ trường Kim Sơn, Bacasa. Sau khi bước sang cải lương và thành công vang dội, Hùng Cường vẫn tiếp tục gắn bó với sân khấu ca nhạc và lại làm người hâm mộ quay cuồng theo ông với một thể loại nhạc mới lạ lần đầu xuất hiện ở Sài Gòn, nhạc giật. Như cách gọi lúc đó là nhạc kích động, một dạng pop rock được Việt Nam hóa. Nhạc kích động với giọng ca Hùng Cường chỉ thật sự đạt đỉnh cao khi phối hợp cùng Mai Lệ Huyền, một ca sĩ nữ cũng quậy không kém. Sau ca nhạc, cải lương, Hùng Cường lấn sân điện ảnh, hàng loạt các phim do Hùng Cường thủ vai chính như Người Xem. Hàng loạt các phim được Hùng Cường thủ vai chính, thời bấy giờ được người xem chú ý như Chân Trời Tím, Mãnh Lực Đồng Tiền, Còn Gì Cho Nhau. Thế nhưng sau thành công với phim đầu tiên Chân Trời Tím, nhiều hãng phim mời Hùng Cường cộng tác và phim nào có tên ông cũng ăn khách. Hãng phim Kim Thân dù trả thù lao khá cao để mời Hùng Cường và Mai Lệ Huyền đóng cặp trong phim Mãnh Lực Đồng Tiền. Theo chân Hùng Cường, nhiều đào kép cải lương khác ở Sài Gòn cũng tham gia đóng phim, nổi hơn là Thanh Nga và Mộng Tuyền. Lúc đầu các tài nữ điện ảnh rất ngại đóng cặp với kép hát cải lương. Trong đó có Hùng Cường. Theo báo chí thời ấy, công ty phim truyện Liên Ảnh trước khi mời Kim Vui đã có ngỏ ý mời Thẩm Thúy Hằng đóng cặp với Hùng Cường, nhưng Thẩm Thúy Hằng từ chối, có lẽ do định kiến ấy. Nhưng sau đó, người đẹp Bình Dương Thẩm Thúy Hằng mới tiếc trẻ. Khi thấy Kim Vui nổi bật bên Hùng Cường trong phim Chân Trời Tím và vừa thành công về tài chính, vừa đoạt giải văn học nghệ thuật tại Sài Gòn năm 71, lại vinh dự là lần đầu tiên một cuốn phim Việt Nam phụ đề Pháp được gửi đi trình chiếu tại Đại hội Điện ảnh tổ chức ở Diana, Anh Quốc. Trong giới tài tử điện ảnh ở Sài Gòn trước năm 75, có hai người được cho là giỏi võ nhất, đó là Lý Huỳnh và Hùng Cường. Lý Huỳnh vừa đóng phim vừa mở võ đường Thái Cực Đạo nên được phong là võ sư. Hùng Cường mê đánh quyền Anh từ thời học sinh, sau này vẫn tiếp tục tập quyền Anh như môn thể dục giúp rèn luyện sức khỏe. Lúc ấy, phong trào tập luyện quyền Anh ở Sài Gòn rất yếu, số người giỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có Hùng Cường. Năm 70, khi hàng trăm ngàn bà con Việt Kiều bỏ nhà cửa, đất đai, tài sản ở Campuchia về Việt Nam lánh nạn và sinh sống, mở lò dạy quyền Anh thì phong trào mới phát triển lại. Sau đó, người ta tổ chức thi đấu quyền Anh, Hùng Cường cũng đăng ký thượng đài, nhưng vào phút cuối bỏ cuộc vì bận theo đoàn hát đi lưu diễn xa. Chuyện này được Hùng Cường thể hiện lại trong nội dung một vở cải lương sau đó. Lúc 4 giờ 35 phút chiều thứ Tư ngày 1 tháng 5 năm 1996, nghệ sĩ Hùng Cường, tức thi sĩ Nhất Quốc Tâm, pháp danh Thiện An, đã vĩnh viễn ra đi. Hùng Cường trình diễn rất thành công ca khúc 60 năm cuộc đời của Y Vân. Sau này, cả hai người đều từ trần ở đúng tuổi 60. Ngôi mộ ông đơn sơ,
nằm ở khu vườn ven con đường làng ở xã Quế Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đất nhà quê nội ông.